sáng ngày 26 tháng 6 năm 2018, hơn 300 cán bộ chiến sĩ của lực lượng đặc nhiệm Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bất ngờ bao vây tổ chức truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân, 35 tuổi, quê tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, và đối tượng Nguyễn Văn Thuận, 34 tuổi, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Đây là hai đối tượng đã lập bản danh tại bản Tà Dê để trốn truy nã, chiêu mộ nhiều đàn em, mua chuộc người dân canh phòng nghiêm ngặt, hòng đối phó với lực lượng chức năng. Tại thời điểm bị bao vây, Tuân và Thuận cùng đàn em ra sức cố thủ trong nhà, có nhiều vũ khí và chống trả quyết liệt, xả súng, ném bom xăng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Trước sự chống trả quyết liệt của các đối tượng, chiều ngày 29 tháng 6 năm 2018, Ban chuyên án quyết định dùng xe bọc thép, súng chuyên dụng, bắn đổ tường bê tông bao quanh, tấn công vào sào huyệt, tiêu diệt 4 đối tượng, trong đó có 2 tên trùm ma túy. Người dân địa phương ở đây đã rất phấn khởi, vui mừng sau khi lực lượng chức năng đã triệt phá thành công vào pháo đài ma túy một thời, bất khả xâm phạm, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Nhiều năm công tác tại địa bàn điểm nóng ma túy này, hơn ai hết, Đại úy Lường Văn Nhân, Phó trưởng Công an xã Thanh Luông, nắm rõ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trên đường đưa phóng viên vào bản Tà Dê, Đại úy Nhân đã kể nhiều câu chuyện về sự đổi thay của địa bàn, từng được coi là pháo đài ma túy bất khả xâm phạm ở khu vực Tây Bắc. Ngày trước mà chưa đấu tranh chuyên án đấy thì ở trong đấy là có cái đường lục đạo mà toàn đường đất, nên là anh em vào để triển khai các biện pháp rất là khó. Sau khi đấu tranh chuyên án thì cũng đã làm 2 con đường lên, phá cái thế đường lục đạo ở trên đấy đi. À, mấy năm gần đây các lực lượng chức năng bắt nhiều đối tượng truy nã trên đấy. Bây giờ trên đấy chỉ còn 10 đối tượng trong cả 2 bản. Trước là toàn 14-15 đối tượng. Trước thời điểm diễn ra chuyên án, vì là địa bàn nóng, đặc biệt phức tạp, nên hầu hết người lạ, thậm chí là lực lượng chức năng đi vào đây cũng rất khó. Đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận đã chỉ đạo đàn em dùng xe đi tuần tra liên tục ở các bản trong xã để kiểm soát người lạ. Hành vi này của chúng đã gây ra sự hoang mang, sợ hãi, bất an cho nhiều người dân. Thì có người lạ và họ hay kiểm tra, nếu mà công an thì họ nhiều khi có những trường hợp mà bắt giữ người trái pháp luật. Điển hình như năm 2020 anh em vào khám xét ở trong đấy là có đối tượng cầm súng chống đối và khiến cho một đồng chí bị thương. Mình cũng trực tiếp mình tham gia cái buổi khám xét đấy. Nhưng mà sau khi đấu tranh chuyên án kia thì bây giờ anh em vào bản để công tác hay như thế nào rất là thuận lợi. Không còn đối tượng có biểu hiện chống đối anh em lực lượng chức năng. À, bây giờ thì cái hệ thống tường bao của cái nhà này vẫn còn nguyên vẹn thì nó còn. Hơn 6 năm sau, pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm, nơi hai tên chủ ma túy khét tiếng từng ẩn náu, bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Đây là cái hầm của đối tượng Nguyễn Văn Thuận. Đối tượng xây rất là kiên cố mà tường rất là dày, để nhằm ngày xưa là chống đối với lẩn trốn lực lượng chức năng để vào truy bắt. Đây đối tượng xây cả ống thông gió với lại có 2 đường thông gió với lại toàn đổ bằng bê tông cốt thép hết. Và phòng tầng hầm này cũng rất là rộng. Và sau khi vào thì mới phát hiện ra cái tầng hầm này của đối tượng. Giờ chuột chiếc làm tổ hết rồi. Hệ thống điện, hệ thống thông gió, bóng điện là đối tượng lắp rất là kiên cố. Sinh ra và lớn lên tại Lóng Luông, hơn ai hết, ông Tánh A Chơ hiểu được sự thay đổi của bản làng mình sau những năm tháng chìm trong màn sương ma túy. Từ một vùng đất toàn cây anh túc, giờ đây bản làng của ông chỉ còn những cành đào đua nhau khoe sắc. Trước đây cuộc sống khó khăn nên cha mẹ ông Chơ cũng như hầu hết người dân trong xã Lóng Luông
đều lấy việc trồng cây thuốc phiện là nghề chính. Các cụ ngày xưa là gọi cây để trồng cây anh túc, hầu như là từ cái vườn của mình đây. Ngày xưa bố mẹ cũng trồng cây anh túc rất là nhiều, nhưng mà từ năm 92 mà Đảng Nhà nước xóa bỏ cây anh túc đi thì người dân thì lại chỉ có trong dân ở đây thì ngày xưa là cũng đây cũng trồng đào. Thì ngày xưa các cụ thì chỉ có trồng cây anh túc về đào thôi, là bỏ cây anh túc đi thì cái đào là cái phát triển kinh tế của người dân đóng ruộng ở đây. Trong 2 năm đây thì bản thì cũng không còn mát tí, không bắt được một vụ nào nữa, nhưng mà với đối tượng nghiện thì vẫn còn, không biết họ lấy ở đâu ra mà vẫn thỉnh thoảng với con nghiện. An ninh cũng thay đổi mà về kinh tế gia đình thì không có con nghiện nữa thì dân bản nó khấn khá lên một chút rồi. So với trước đây, cuộc sống của bà con nhân dân trong xã Lóng Luông đã có những thay đổi rõ rệt. Hàng năm, chính quyền các cấp đã thành lập các tổ công tác về với địa phương để tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để bà con nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, tránh xa tệ nạn ma túy. Đối với xã Lóng Luông thì cái nền kinh tế thì càng ngày cũng có những cái phát triển mạnh mẽ, nhất là về như cái mùa hiện tại bây giờ bà con đang buôn bán cái cành đào của mình cũng là một cái nguồn thu rất là cao cho bà con nhân dân xã Lóng Luông. Tới đây sẽ tuyên truyền và cho các cái bản đăng ký, các hộ ở bản sẽ đăng ký trồng cái cây ngô sinh khối, người ta bán là ngô ủ ướp cho các cái nhà máy với là cá nhân của nhà máy sữa của Mộc Châu. Ngoài ra thì bà con có chỉ trồng các cái loại cây ngắn ngày như là rau củ quả để phục vụ cho cái cuộc sống gia của bà con. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lóng Luông cũng khẳng định, kể từ khi có lực lượng công an xã chính quy về thực hiện nhiệm vụ, công tác đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn được ổn định hơn, các tệ nạn như ma túy dần được đẩy lùi. Khi có các lực lượng công an xã về thì cái công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn ở chỗ địa bàn trên địa bàn xã Lóng Luông này và các cái tệ nạn ma túy thì dần đã được đẩy lùi. Còn về các em nhỏ thì thực ra là cái việc mà các em không nhận thức ra mà bỏ học thì tôi cũng đã trực tiếp cùng với các thầy giáo cô giáo đi đến cơ sở để động viên và tìm hiểu xem cái nguyên nhân lý do là từ đâu. Thì tôi cũng đã đi và gặp trực tiếp bố mẹ của học sinh. Một số cái nguyên nhân là cũng do từ các em, một số nguyên nhân là do từ bố mẹ. Đây là Sống A Chiến, một cậu bé mới chỉ học hết lớp 5 đã phải bỏ học. Cả cha và mẹ của Chiến đã bị bắt đi tù vì ma túy. Gia đình Chiến có 3 anh chị em và bây giờ mỗi người một ngả. Chiến may mắn được người cậu cưu mang, nuôi dạy cho đi học. Biết là bố mẹ cháu đi tù hết, tại vì bọn cháu không muốn chơi với cháu nên đi thì con nó cứ treo cháu nghe nên cháu không muốn đi. Đứa cháu này thì người xưa thì nó bố mẹ thì nó đi mua bán hàng trái phép thì nó bị đi tù hết rồi. Lúc anh đưa về thì đưa đón 3 đứa về, một đứa gái thì về được 2 năm xong thì lớn thì đi lấy chồng rồi, một đứa thì về được 3 năm ở đây xong thì một đứa con trai đào thì nó về rồi, còn đứa con trai út này thì về anh đoán về đoán được 5 năm rồi. Nó học hết lớp 5 xong thì nó thôi mà nó bảo đi mà không chịu đi, nó không đi. Ở Lóng Luông có lẽ không hiếm những đứa trẻ có tuổi thơ buồn như Sổng A Chiến. Ma túy đã cướp đi tất cả tuổi thơ và hạnh phúc gia đình của chúng. Con muốn lấy mẹ để ở bên cạnh con nhưng mà mẹ đã đi rồi, không ở lần nữa. Mẹ đi đâu? Em nhớ mẹ nhưng mà em không biết là cái nào để quên được mẹ. Nhưng mà con ở rất xa nên mẹ nói không được. Nói là con nhớ mẹ quá. Mặc dù cơ quan chức năng đã rất nỗ lực cố gắng, nhưng từ hành động đến thay đổi nhận thức cho người dân ở vùng đất này là một con đường gian nan và không hề đơn giản. Cái năm vừa rồi thì các cái đối tượng truy nã thì cũng đã bị lực lượng chức năng khống chế và đã bắt để đi thực hiện cái việc vi phạm của các cái đối tượng, còn cái hiện tại thì trên địa bàn thì vẫn còn 15 đối tượng và lệnh truy nã đặc biệt. Cái này thì cũng thực hiện theo cái chủ trương của Bộ Công an, là thì tới đây là cũng sẽ các tổ chức chính trị cùng với là
Ủy ban xã sẽ vào cuộc và tiếp tục vận động tuyên truyền các cái đối tượng đó để ra đầu thú. Cơn bão ma túy tại Lóng Luông mới chỉ qua đi chưa lâu, nên vẫn cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền địa phương, đặc biệt là hành động của lực lượng chức năng. Trong nhiều hội nghị triển khai công tác phòng chống ma túy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an, lãnh đạo đơn vị vẫn khẳng định các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu vẫn là điểm nóng về ma túy. Bởi vậy, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ở các địa bàn này vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bộ Công an. Tội phạm ma túy là tội phạm xuyên quốc gia. Đấy, có thể nói là không một cái nước quốc gia nào đơn độc để chống được. Bởi vì sản xuất một nước vận chuyển đi qua quá nhiều nước, đặc biệt Lào Campuchia có những tuyến biên giới rất dài. Đấy, và nhiều như Lào thì nhiều cái đường mòn núi mở. Và đây là hai cái nước rất gần tam giác vàng. Bộ Công an cũng đã có cái kế hoạch 376 triển khai rất sâu trong 2 năm gần đây với 10 tỉnh có đường biên giới với Lào. Ở các tỉnh Tây Bắc và Bắc miền Trung Tây Nguyên, chúng tôi cũng cử rất nhiều đoàn phối hợp khảo sát và xác lập đấu tranh chuyên án chung để thực hiện cái công tác bắt truy nã và công tác ngăn chặn từ bên kia biên giới. Chúng ta đã có những niềm tin nhất định đối với các bạn. Chúng ta khi những thông tin trao đổi thì cơ bản là chúng tôi sẽ xử lý triệt để và có thông tin trả lại. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai các luật phòng chống ma túy năm 2021 và các phương án tăng cường đấu tranh với tội phạm về ma túy trên các tuyến trọng điểm, rà soát, triệt phá các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần phòng ngừa tội phạm. Mùa xuân này, hoa đào vẫn nở thắm cả vùng đất biên cương. Những cánh hoa đào ở Lóng Luông cũng không còn vương khói súng. Cuộc sống của người dân cũng thanh bình, ấm áp, vui tươi hơn. Thế nhưng, ở đâu đó, những cơn sóng ngầm vẫn đang âm ỉ chảy. Nỗi lo về ma túy vẫn thường trực quanh những mái nhà vùng biên. Nụ cười này cũng không thể che giấu được những nỗi buồn chất chứa trong ánh mắt ngây thơ của Sổng A Chiến. Và tương lai của những đứa trẻ như Chiến vẫn là một nỗi day dứt của những người đang ngày ngày thực hiện công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.